Cuộc khủng hoảng Ukraine đã có những diễn biến mới rất đáng chú ý. Tổng thống Ukraine Yanukovych hôm qua đã chấp nhận đơn từ chức của Thủ tướng Azarov và toàn thể nội các. Trước đó, thì Quốc hội Ukraine cũng đã thông qua quyết định bãi bỏ luật chống biểu tình được thông qua trước đó vốn bị phe đối lập phản đối. Những bước đi này của chính phủ quyền Ukraine được hy vọng là sẽ giúp hạ nhiệt cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài đã 2 tháng nay tại Ukraine. Từ Kiev, phóng viên Duy Nghĩa tiếp tục cập nhật tình hình tại Ukraine. Với 361 nghị sĩ bỏ phiếu ủng hộ và 2 nghị sĩ bỏ phiếu chống, Quốc hội Ukraine đã thông qua việc bãi bỏ bộ luật chống biểu tình, vốn được thông qua ngày 16 tháng 1 vừa qua nhưng đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của phe đối lập. Trước đó, Tổng thống Yanukovych đã chấp nhận bãi bỏ bộ luật này sau cuộc đàm phán với các thủ lĩnh đối lập. Cũng trong ngày hôm qua, Tổng thống Yanukovych đã chính thức chấp thuận đơn từ chức của Thủ tướng Ukraine Mykola Azarov và toàn bộ nội các của ông. Động thái này được hy vọng sẽ giúp hòa giải cuộc khủng hoảng hiện nay. Hôm nay tôi đã có một quyết định rất khó khăn đối với bản thân, nhưng đầy trọng trách. Đó là đệ đơn xin từ chức Thủ tướng. Quyết định của tôi xuất phát từ việc tôi muốn để cho các lực lượng chính trị của chúng ta đạt được sự đồng thuận, sự thỏa hiệp và để kết thúc cuộc khủng hoảng đã xảy ra. Nhiều người dân Ukraine cho rằng chính quyền đã hành động vì lợi ích của đất nước. Tổng thống của chúng tôi đã không có sự lựa chọn nào khác. Ông đã bị dồn vào tình thế hoặc là nhượng bộ hoặc là để Ukraine rơi vào con đường chiến tranh. Tôi mong sao tình cảnh này nhanh chóng kết thúc, sao cho hai bên, bên này và bên kia chấm dứt sự thù địch lẫn nhau. Đó là điều tôi mong muốn, bởi vì đã có người chết vì điều đó. Bất chấp những nhượng bộ của Tổng thống và Quốc hội, thủ lĩnh đảng Udar đối lập Vitali Klitschko cho biết, phong trào phản đối chính phủ vẫn sẽ tiếp tục, bởi vì phe đối lập chỉ mới tiến được một bước và chưa giải quyết được tất cả mọi yêu sách. Hành động tiếp theo sẽ là yêu cầu lệnh ân xá các nhà hoạt động bị bắt giữ trong các vụ đụng độ và yêu cầu thay đổi hiến pháp, khôi phục hiến pháp năm 2004. Hôm nay Quốc hội sẽ thông qua luật ân xá. Nếu có lệnh chúng tôi sẽ rút lui. Còn nếu không, chúng tôi sẽ không rút lui mà sẽ cố thủ đến cùng. Được biết, Quốc hội Ukraine cũng đã thảo luận luật ân xá cho tất cả những người tham gia các vụ lộn xộn vừa qua. Việc bỏ phiếu phải chuyển sang ngày hôm nay 29 tháng 1 và luật ân xá có được thông qua hay không phụ thuộc hoàn toàn vào thiện chí của những người biểu tình. Chính quyền Ukraine đã tuyên bố việc thông qua luật ân xá cũng như ân xá cho những người bị bắt giữ do gây ra tình trạng lộn xộn quá khích sẽ chỉ được thông qua và thực hiện một khi người biểu tình rút hết khỏi quảng trường này và các tòa nhà của chính phủ nơi họ đang chiếm giữ. Nhưng giờ này, bây giờ là 11 giờ sáng khi Quốc hội đang nhóm họp, vẫn có rất đông người biểu tình tập trung ở đây, quảng trường Độc Lập. Chúng tôi chưa thấy dấu hiệu nào cho thấy họ sắp sửa rời đi. Nếu như tình trạng này vẫn tiếp diễn, thì tình hình sẽ trở nên vô cùng phức tạp. Duy Nghĩa, phóng viên thường trú Đài truyền hình Việt Nam từ Kiev, Ukraine. Після панахиду у Михайлівському соборі.